Ôi, xin chào quý vị các bạn. Hôm nay ngày 29 tháng 5 năm 2016, cơ sở sản xuất đồ gỗ Thành Luân chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị bộ bàn ghế triện đĩa bằng gỗ vụn gồm có 6 thứ. Hàng này, bộ này là bộ hàng VIP, hàng thừa, được chúng tôi là làm dựng nên với cái tiêu chí là để trưng bày giới thiệu sản phẩm. Bộ này chúng tôi làm rất chi là dày dặn, cực kỳ dày dặn. Đó là cực kỳ dày. Đây chúng tôi quay tổng thể chiếc đoạn này, bộ ghế gồm có 6 thứ. Thứ nhất là chiếc đoạn dài, đây quý vị đang thấy. Bộ bàn ghế này rất phù hợp với không gian phòng khách. Hơi chặt một chút, quý vị có thể thấy. Chặt và rộng đều được. Một đoạn dài này, một bàn này, thứ hai là bàn này. Thứ ba, thứ tư là hai chiếc ghế đơn này. Quý vị có thể thấy. Và thứ năm là chiếc bàn trà. Đây chiếc đôn trà đây. Và cuối cùng là chiếc đôn ngồi. Đó là tổng thể của bộ bàn ghế này, chúng tôi sẽ quay tổng thể. Và video quý vị đang xem đây được chúng tôi quay trực tiếp tại tầng 4 của đồ gỗ Thành Luân. Tầng 4 của ghế này chúng tôi đã cho lên tầng 4 và đã hoàn thiện xong phần giấy ráp. Chúng tôi hiện bộ này vẫn đang để mộc. Bộ này là bộ hàng thửa, hàng VIP được đồ gỗ Thành Luân làm để giới thiệu sản phẩm. Đó, quý vị thấy. Quý vị có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại 0972 770888 hoặc 0967 110389. Chúng tôi đang quay video clip lại tầng 4 của cơ sở 1 đồ gỗ Thành Luân. Và bây giờ đi vào đường nét chi tiết, chúng tôi xin giới thiệu cái sự khác biệt của bộ ghế này so với các bộ hàng tự do. Đầu tiên chúng ta đi vào chiếc đoạn. Vì sao bộ ghế này chúng tôi lại gọi là triện đĩa? Bởi vì là ở giữa kia chúng tôi làm ba cái đĩa đục long hóa. Đó. Rất chi là đẹp. Gọi là triện đĩa. Bây giờ đường nét chi tiết thì chúng tôi xin giới thiệu đây. Trước tiên là phần mặt. Mặt đoạn này cũng như là mặt ghế và mặt bàn. Toàn bộ đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là thiết kế là xẻ ván là dày 1,5 cm. 1,5 cm đó, quý vị. Và toàn bộ các phần tay và phần cột này, cái phần triện này, đồ gỗ Thành Luân chúng tôi làm dày 4,5 cm, vuông 4,5 cm, vuông 4,5 cm, nó rất dày. Tôi quay video này quý vị nhìn này trông nó không thấy rõ được cái độ dày này, nhưng mà quý vị có thể đến tận nơi để xem cái sản phẩm của tôi, nó rất chi là dày. Bộ ghế này cực kỳ là dày dặn. Chúng tôi làm đủ 4,5 cm. Thực chất nó ra là chúng tôi là xẻ 5 phân, nhưng mà cưa đi để bào lạo đi thì còn 4,5 cm. Quý vị thấy. Và trên chiếc đoạn này gồm có 3 chiếc đĩa đục long hóa này, quý vị có thể thấy đây. Rất tinh xảo. Và toàn bộ các cái đĩa này của bộ Thành Luân chúng tôi là đục chạm thủ công bằng tay. Đó. Và bộ này thì rất đẹp, ngồi rất sang trọng, lịch sự theo phong cách của Tây. Quý vị thấy. Trên màn hình quý vị đang thấy chúng tôi quay tại tầng 4 của cơ sở 1 đồ gỗ Thành Luân. Và tiếp theo đi sang chiếc ghế đơn tiếp theo. Ghế đơn này. Đây, nhìn hai chiếc ghế đơn này nó cực kỳ đặc sắc. Ghế này cũng vậy, chúng tôi là ván dày 1,5 cm. 1,5 cm động. Nó rất dày, rất chi là dày. Và các cột tay này chúng tôi làm 4,5 cm động. Và ghế đơn này, mỗi một ghế đơn này chúng tôi thiết kế một chiếc đĩa. Ở vách tựa này gọi là đĩa. Đĩa đục dòng long hóa. Rất dày, và kể cả các cái đôn này cũng vậy. Đôn này đồ gỗ Thành Luân chúng tôi cũng là làm dày 1,5 cm mặt. Quý vị thấy. Rất đẹp, bộ ghế này rất sang trọng. Và bàn, chiếc bàn này thì đồ gỗ Thành Luân chúng tôi làm kích thước nó rất rộng. Rộng hơn so với các bộ bình thường, nhưng mà thực chất cái số đo bây giờ tôi lại không cập thước đây, không nhớ. Bàn nó rất chi là rộng. Quý vị thấy vào cái bàn này thì vân gỗ nó cực kỳ là đẹp. Quý vị có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại 0972 770888 hoặc 0967 110389. Và bây giờ chúng tôi xin giới thiệu cái phần gầm, phần đáy của cái bộ ghế này. Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi thực ra là ở đây nó đang chặt nên chúng
chúng tôi không thể vặt được cái to cũng như là cái đoạn ra để quay vị dưới gầm. Và đồ gỗ thành luân tôi cũng giới thiệu cái bộ ghế này, đồ gỗ thành luân chúng tôi làm đẹp từ trong ra ngoài. Đây, toàn bộ các yếm này, đây gọi là cái yếm này, yếm này chúng tôi làm dày đủ 3 phân, đủ 3 phân, nó rất cực kỳ là dày, 3 phân động, nó rất dày. Đó, quý vị có thể thấy được. Đấy, chúng tôi mới giới thiệu qua một cái đôn thôi. Bây giờ tôi sẽ lật cái bàn này lên để cho quý vị thấy được cái độ dày và nó độ sạch sẽ của cái bàn này. Đây, quý vị thấy đây. Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là sở trường với các cái hàng kỹ, hàng làm dày từ trong ra ngoài. Toàn bộ cái phần yếm này chúng tôi là làm dày 3 phân. 3 phân đủ. Quý vị thấy. Quý vị có thể về Đồ gỗ Thành Luân xem hàng và xem với cái quý vị xem, nên xem từ gầm cho lên mặt. Trước tiên quý vị cái phần mặt tiền thì chưa cần phải xem vội, quý vị mình lật cái mặt dưới lên để quý vị xem mặt dưới trước, sau đó quý vị xem mặt trên. Đó, tôi toàn bộ yếm này là dày đủ 3 phân này và mặt ván là dày 3 phân rưỡi. Đó, tôi sẽ quay tổng thể lại bộ ghế để quý vị thấy được bộ chuyện đĩa này nó đẹp như thế nào, cực kỳ sang trọng. Chúng tôi xin nhắc lại hôm nay là ngày 29 tháng 5 năm 2016. Đồ gỗ Thành Luân giới thiệu bộ bàn ghế chuyện đĩa bằng gỗ gụ. Bộ ghế chuyện đĩa gồm có 6 thứ bằng gỗ gụ, làm 100% bằng gỗ gụ. Và bộ này đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là hàng thừa, hàng VIP. Trong các video trước chúng tôi cũng đã quay bộ chúng tôi làm cho khách hàng ở Hải Dương, bộ đó chúng tôi cũng đã bàn giao cho khách rồi. Quý vị thấy đây, đồ gỗ Thành Luân chúng tôi xin trân trọng cảm ơn khách đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn.